Xin chào anh Lò Văn Thành và xin chào các bạn. Video này em test hàng cho anh Lò Văn Thành ở Sơn La. Anh đặt hàng bên em là một mạch Bluetooth. Và trong video này em sẽ test hàng kèm với lại mạch công suất 840W V3 để test hàng cho anh. Rồi ok, bây giờ em đã kết nối điện thoại, chúng ta sẽ cho đã hát nhé. Ok, như vậy là tất cả chức năng của sản phẩm đã hoạt động bình thường. Em chỉ test mình chức năng Bluetooth thôi. Còn đài FM thì về nhà anh tự rò đài và anh nghe ở nơi khu vực của anh nhé. Rồi bây giờ em sẽ đánh dấu ký hiệu lên sản phẩm này. Đây là ký hiệu trên sản phẩm của anh. Rất cảm ơn anh đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm bên em. Xin chúc anh luôn thành công. Hẹn gặp lại anh ở những video kế tiếp. Xin chào tạm biệt.